Instruction. Some example sentences will be shownFind the grammatical rules by yourself Repeat them in a loud voice to memorize これから例文がたくさん表示されますご自身で文法法則を見つけてください繰り返し声に出し自分のものにしてください「トイ học tiếng việt」 tôi học tiếng việt tôi đang học tiếng việt tôi đang học tiếng việt tôi đang học tiếng việt tôi đã học tiếng việt Tôi đã học tiếng Việt. Tôi đã học tiếng Việt. Tôi sẽ học tiếng Việt. Tôi sẽ học tiếng Việt. Tôi sẽ học tiếng Việt. tôi ăn phở tôi ăn phở tôi ăn phở tôi đang ăn phở tôi đang ăn phở tôi đang ăn phở tôi đã ăn phở tôi đã ăn phở tôi đã ăn phở tôi sẽ ăn phở tôi sẽ ăn phở tôi sẽ ăn phở Tôi uống cà phê. Tôi uống cà phê. Tôi uống cà phê. Tôi đang uống cà phê. Tôi đang uống cà phê. Tôi đang uống cà phê. Tôi đã uống cà phê. Tôi đã uống cà phê. Tôi đã uống cà phê. Tôi sẽ uống cà phê. Tôi sẽ uống cà phê. Tôi sẽ uống cà phê. Tôi xem tivi. Tôi xem tivi. Tôi xem tivi. Tôi đang xem tivi. Tôi đang xem tivi. Tôi đang xem tivi. Tôi đã xem tivi. Tôi đã xem tivi. Tôi đã xem tivi. Tôi sẽ xem tivi. Tôi sẽ xem tivi. Tôi sẽ xem tivi. Tôi làm việc. Tôi làm việc. Tôi làm việc. Tôi đang làm việc. Tôi đang làm việc. Tôi đang làm việc. tôi đã làm việc tôi đã làm việc tôi đã làm việc tôi sẽ làm việc tôi sẽ làm việc tôi sẽ làm việc Tôi ăn phở. Tôi ăn phở. Tôi ăn phở. Tôi uống cà phê. Tôi uống cà phê. Tôi uống cà phê. Tôi xem tivi. Tôi xem tivi. Tôi xem tivi. Tôi làm việc. Tôi làm việc. Tôi làm việc. Tôi làm việc. Tôi đang ăn phở. Tôi đang ăn phở. Tôi đang ăn phở. Tôi đang uống cà phê. Tôi đang uống cà phê. Tôi đang uống cà phê. Tôi đang xem tivi. Tôi đang xem tivi. Tôi đang xem tivi. Tôi đang làm việc. Tôi đang làm việc. Tôi đang làm việc. tôi đã ăn phở tôi đã ăn phở tôi đã ăn phở tôi đã uống cà phê tôi đã uống cà phê tôi đã uống cà phê Tôi đã xem tivi. Tôi đã xem tivi. Tôi đã xem tivi. Tôi đã làm việc. Tôi đã làm việc. Tôi đã làm việc. tôi sẽ ăn phở tôi sẽ ăn phở tôi sẽ ăn phở tôi sẽ uống cà phê tôi sẽ uống cà phê tôi sẽ uống cà phê Tôi sẽ xem tivi. Tôi sẽ xem tivi. Tôi sẽ xem tivi. Tôi sẽ làm việc. Tôi sẽ làm việc. Tôi sẽ làm việc.